Dạ vâng, hello tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc. Trước mặt quý vị và các bác thì chính là cái chiếc loa BMB 450MK2. Vâng, em vừa tháo cái bát này của nó ra xong nhé. Em vừa tháo cái bát này của nó ra xong này. Cái bát này của nó thì còn nguyên zin hết các bác nhé. Đây. Từ kép các bác nhé. Bát này bát từ kép này, BMB và có series sản xuất đây. Rồi. Và đây là B xịn nha các bác nhé. Này. Đường cái gân này của nó vẫn là gân xịn của nó các bác nhé. Đường gân xịn luôn. Đây các bác nhìn từ những cái keo, những cái chỉ của nó và đây nhện của nó đây. Đấy, nhện của nó trong này đây. Em vừa mới tháo ra xong. Đấy, và bên trong loa của nó đây. Đây phân tần của nó đây. Vâng, bây giờ em sẽ tháo thử một chiếc chép của nó nhé. Vừa về em còn chưa vệ sinh lại luôn. Đấy. Đây phải không ạ? Các anh nhìn thấy rõ không ạ? Em chưa vệ sinh lại nhé. Đây, nếu mà đây. Khi vệ sinh em lấy cái chổi em quét qua một chút xíu thôi nhé. Các bác đã nhìn nhìn thấy bên trong này chưa? Đấy. Từ nó cũng là từ kép nhé, chép của nó cũng là từ kép. Và các bác có thể nhìn thấy đây không ạ? Bảy sắc cầu vồng nhé. Thứ nhất bảy sắc cầu vồng, thứ hai các bác nhìn nhìn thấy đây không ạ? Đấy. Có cả một lượt đệm lót ở phía dưới này nhé. Đây ạ. Còn nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Đây. Đây là chép của nó đây. Vâng và thôi, không tội gì. Không tội gì thì tháo cả chiếc này ra luôn. Để cho các bác cùng chiêm ngưỡng luôn nhé. Đôi này đôi đẹp luôn. Vừa mới về các bác nhé. Nay chủ nhật vừa mới về xong. Video này em sẽ tháo ra cho quý vị và các bác xem hết nội thất bên trong của nó. Và video sau thì em sẽ test cái chất âm của nó nhé. Đó. Series trùng nhá. Các bác nhìn thấy không ạ? Series là giữa con bát và con chép là trùng nhá. Còn ở phía bên này thì con đây, các bác nhìn thấy không ạ? Vâng và cái này cũng chưa vệ sinh luôn á. Loa đẹp hàng chất luôn. BMB 450MK2 các bác nhé, model của nó là BMB 450MK2 và bây giờ em sẽ dọn dẹp một chút xíu, em sẽ lau chùi sạch sẽ một chút xíu, sau là em sẽ test cái chất âm của nó cho quý vị và các bác cùng nghe nhé. Rồi. Cái vỏ thùng này thì nó hơi xấu một chút rồi. Đấy. Vỏ thùng này nó hơi xấu một chút rồi. Vâng và
Em để cho các bác đôi này giá là 2 triệu nhé. Rồi, bác nào lấy em để lại cho giá là 2 triệu nhé. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. À, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video mới, những video tiếp theo ạ. Em sẽ test chất âm của cái đôi loa này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.